mẹ ai đã bán đi, gia tài của mẹ còn lại những gì? Hoàn Trường Sa này sẽ về đâu? Rừng Trường Sơn này có còn không? 40 năm nhìn thấy những gì? Một chính quyền kết cấu lừa dân. Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội. Đó, quý anh chị em nghe rõ không? Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, quý anh chị em nghe rất là rõ. Cờ đỏ là cờ gì? Cờ đỏ là cờ nào? Khi mà TV nghe, TV 256 nghe cái lời của ông Nguyễn Phú Trọng mà đặt tay trước cái bản hiến pháp, rồi nói đây là đứng dưới cái cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc. Mà nói thiệt, TV, quý anh chị em nghe thử coi, cờ đỏ là cờ nào? Cờ Trung Cộng đó, cờ năm sao đó cũng là cờ đỏ đó. Chúng nó thường nói nhau mà sau cái lúc mà cũng như rằng là vào những ngày Tết đó, nó đều là ca những cái bài gọi là chung một màu cờ, thấy không? Chung một màu cờ, cờ đỏ là cờ nào? Nó làm cho TV liên tưởng cái cờ này đã là cái cờ Trung Cộng, cái cờ này là cờ Tàu, nó cờ này là cờ Búa Liềm. Quý anh chị em thấy hiểu rõ điều đó không? Nó không có nói là cờ này là cờ của Tổ quốc Việt Nam mà cờ này cờ đỏ thôi. Cái đó là nhập nhằng đánh lận con đen. TV phải nói ra cái điều đó. Cờ đỏ có thể là cờ Búa Liềm, cờ Búa Liềm, cờ của Liên Xô. Quý anh chị em thấy rõ điều đó không? Cờ đỏ đó là cờ của tỉnh Phúc Kiến. Tỉnh Phúc Kiến chính là VTV1 đã phát thanh ra cái phim bộ 24 tập Trường Chinh, tên là Trường Chinh. Quý anh chị em vào internet, quý anh chị em sẽ thấy trong đó có phim Trường Chinh, đạo diễn Viên Thao và Đường Quốc Cường, thủ vai gọi là Mao Trạch Đông. Và trong cái phim mà Trường Chinh đó, chúng ta sẽ thấy lá cờ đỏ, sao vàng mặt. Đó là cái cờ của tỉnh Phúc Kiến, cờ của Tàu. Thành ra ngày hôm nay đó, chúng ta không có lạ gì. Nguyễn Phú Trọng gọi là tuyên thệ trước cái lá cờ đỏ. Mà không nói rõ là cờ đỏ sao vàng mà họ cũng không dám nói nữa. Họ chỉ nói là cờ đỏ thôi, thấy không? Bây giờ họ đặt tay lên cái bản hiến pháp. Nói thiệt, TV thấy rất là tủi nhục, rất là sỉ nhục. Một cái bản hiến pháp như thế rất là sỉ nhục. Không thể nào mà đặt tay vào cái bản hiến pháp như thế được. TV nói thẳng ra như vậy. Cái bản hiến pháp đó, khi người ta làm ra cái bản hiến pháp, quốc hội soạn thảo ra cái bản hiến pháp, thì cái bản hiến pháp đó phải dựa trên luật pháp, dựa trên sự công bằng, dựa trên cái sự bình đẳng. Một cái bản hiến pháp mà gọi là có cái điều 4 Cộng sản, có cái điều 4 gọi là Đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo của đất nước, là một cái điều không công bằng, bất công, nói thẳng là bất công. Tại sao các đảng phái khác không được quyền lãnh đạo đất nước mà để cho chỉ có một mình Đảng Cộng sản được quyền lãnh đạo cái đất nước?
Một cái bản hiến pháp bất công thì không thể nào anh có thể đặt tay lên cái bản hiến pháp bất công như vậy được. Cái đó là một cái sỉ nhục, một cái sỉ nhục đối với cái dân tộc Việt Nam mà bắt buộc TV256 phải lên tiếng. Quý anh chị em có đồng ý không? Nếu mà đồng ý đó để giúp TV đánh số 1. Nó là bất công, một cái bản hiến pháp không thể nào mình đặt tay như lên trên một cái bản hiến pháp bất công như vậy được. Nó rất là sỉ nhục. Rồi, TV cho quý anh chị em nghe tiếp cái lời tuyên thệ của Nguyễn Phú Trọng. Trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ. Quý anh chị em nghe rõ là trước đồng bào cả nước phải không? Trước đồng bào cả nước là nói về người dân, phải không? Thì bây giờ quý vị em, anh chị em nghe cái lời tuyên thệ tuyệt của... đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thật là đau khổ cho cái đất nước Việt Nam này. Quá đau thương cho cái dân tộc Việt Nam này. Trước Tổ quốc, trước đồng bào, trước nhân dân mà lại đòi hoàn thành cái mệnh lệnh của Đảng là làm sao? Chứng tỏ là Đảng nó ngồi xổm lên pháp luật. Anh phải trung thành Tổ quốc, anh phải trung thành với nhân dân là cái điều mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều làm như vậy. Ngoại trừ cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, nó phải tuân hành theo cái mệnh lệnh của Đảng. Nó đặt người dân vào cỏ rác, xóp rác. Người dân đâu có bầu ra được chủ tịch nước đâu. Quý anh chị em thấy đó. Nhân dân nó giao phó. Nó nói là nhân dân giao phó, nhưng mà sự thật đó lại là nó thi hành theo cái mệnh lệnh của Đảng. Cái Đảng Cộng sản là một cái đảng tội ác. Là cái điều đó là sai trái rồi. Không thể nào mà nhân dân mà chấp nhận được. Nhân dân không bao giờ có thể bầu ra những cái tên khốn nạn như vậy. Những tên khốn nạn như những tên Nguyễn Phú Trọng. Không thể chấp nhận được. Chào bạn nhân võ. Nếu đây thì TV không thế nào mà tôi chấp nhận được, mà TV nghe được những cái lời mà thô bỉ của tên Nguyễn Phú Trọng như thế này. Nó nói là Tổ quốc trên hết. Quý anh chị em phải hiểu Tổ quốc đó là một cái mảnh giang sang chữ S. Tổ quốc đó là có cả anh linh, gọi là của tiền nhân. Thành ra người ta nói Tổ quốc. Tổ quốc là nó có lịch sử, văn hóa, nó có cả ngàn năm, nó có từ đời vua Hùng Vương giữ nước dựng nước mới gọi là Tổ quốc. Trong khi đó nó đem tất cả tiền nhân nó bỏ vào sọt rác thôi. Nó coi cái đất nước này mới thành lập đây thôi, mới thành lập từ năm 1945 thôi. Nếu mà nó kính trọng tiền nhân đó thì quý anh chị em sẽ thấy tại sao bao nhiêu lần đổi tiền vì chỉ có một hình cái thằng Hồ Chí Minh, thì vì phải nói tên là thằng Hồ Chí Minh, nó không xứng đáng. Nó là một tên thiếu tá Hồ Quang, mà lịch sử bây giờ ai cũng biết hết. Nó là thiếu tá Hồ Quang, là một tên gián điệp Tàu. Mà tại sao nó nằm trình in trên cái đồng tiền, đồng tiền mà quý anh chị em ở trong nước đang xài rồi. Đó là chị TV256 muốn nói đó. Cái đồng tiền Việt Nam mà tại sao thô bỉ như vậy? Tại sao chỉ in một cái hình Hồ Chí Minh ở trên đồng tiền?
vị là mấy chị em coi cái tổ quốc nó ra cái gì. Nguyễn Phú Trọng coi tổ quốc Việt Nam là cái gì mà lại đặt tay lên bản hiến pháp mà gọi là tổ quốc là trên hết. Tổ quốc các anh tại sao không sử dụng như thời xưa đi, cái thời mà quá khứ mà TV đã từng nghe các anh là gọi là tổ quốc cộng hòa xã hội chủ nghĩa đi. Tổ quốc của anh là tổ quốc cộng hòa xã hội chủ nghĩa mà. Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa mà. Ngày hôm nay các anh nói tổ quốc là tổ quốc nào đấy? Đúng không? Hay là cái thằng tổ quốc tạo? Nếu mà các anh tôn trọng tổ quốc thì các anh phải có những cái đồng tiền in hình Hai Bà Trưng, in hình Đức Trần Hưng Đạo, in hình Lê Lai, phải không? In tất cả những anh hùng tiền nhân của mình, chứ không phải chỉ có mỗi một mình Hồ Chí Minh, một tên gián điệp Tàu. Các anh in hình vào cái đồng tiền như vậy, rồi các anh cho rằng là chắc anh tổ quốc của các anh đó hả? Tổ quốc của anh đâu có phải chỉ có Hồ Chí Minh. Tổ quốc của các anh phải nhớ tổ quốc của chúng ta. Thành ra đó, người dân đó, không có và chào anh Nghệ Lữ tham gia nha. Tổ quốc gì mà kỳ vậy? Nhân dân giao phó gì mà kỳ vậy? Tuyên thệ là nhân dân giao phó nhưng mà lại theo cái mệnh lệnh của đảng. Thành ra họ coi dân như cỏ rác, không ra cái gì hết. Bây giờ TV cho quý anh chị em nghe tiếp những lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng nha. Trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Kính mời các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý ngồi xuống. Lễ tuyên thệ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đây kết thúc. Đội nghi lễ về rồi. Bây giờ bắt đầu ổng lên ổng đọc cái bài diễn văn đầu tiên. Quý anh chị em thấy rất là khổ nạn. TV bạch trần ra hết. Kính thưa Quốc hội, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước. Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức chủ tịch. Quý anh chị em thấy đau thương cho cái dân tộc mình. Một cái quốc hội đã tín nhiệm ông. Lưu manh, TV nói lưu manh. Khi mà bầu cử thì chúng ta phải liên tưởng đến là phải có hai liên danh, phải có hai người ứng cử. Một cái đảng Cộng sản họ không có đề cử được hai người nữa. Mà bây giờ quốc hội đó bầu lên tới 99 chấm rồi là 79%. Quý anh chị em tưởng tượng nổi không? Một cái tên mà gây đau thương cho cái đất nước này mà được quốc hội gọi là bầu tới 99%, quý anh chị em thấy cái điều sai trái gì trong đó? Chỉ có một người thôi, có lẽ chỉ có một người là không bầu cho ổng thôi, là có lẽ cá nhân ổng không bầu cho ổng, hoặc là một người nào đó trong quốc hội không bầu cho ổng. Cái điều này chứng tỏ đây là cái quốc hội cộng sản là có một quốc hội bù nhìn, một cái quốc hội mà tất cả toàn là đảng viên đảng Cộng sản, đa số là đảng viên đảng Cộng sản, họ chỉ làm màu mè thôi. Biết bao nhiêu lần bầu cử quốc hội, chúng ta thấy có cái cuộc mà bầu cử tự do không? Chúng ta có thấy, chúng ta biết là chúng ta bầu cử cho ai hay không? Người dân hoàn toàn không bao giờ biết được bầu cử cho ở cái tỉnh, ở cái thành phố mình là ai.
chúng ta cũng chẳng bao giờ biết mặt mũi của cái người mà đại biểu quốc hội ở trong tỉnh của chúng ta là ai nữa. Gần như là chúng ta hoàn toàn không biết. Cái bằng chứng là ông Nguyễn Tấn Dũng đó. Ông là người đứng gọi là đại biểu cho đại biểu người là quốc hội cho tỉnh gọi là Hải Phòng. Mà trong khi ông chưa từng sống ở trong Hải Phòng. Rồi ai bầu cho ông? Nó rất là buồn cười, đúng vậy đó ba. Cái bàn Hà Thái rất là buồn cười, một cái quốc hội mà họ không từng sống ở trong cái tỉnh đó mà họ được bầu làm đại biểu quốc hội, rồi không biết chưa từng thấy hàng trăm hàng ngàn hàng chục ngàn cuộc biểu tình của khắp nơi của đồng bào, những sự đau khổ của đồng bào về mất đất, về biển chết. Quốc hội ở đâu? Quốc hội có đứng bên người dân hay không? Cả những cái điều mà nhục nhã mà thô bỉ như vậy mà ngày nay cái quốc hội đó nó bầu cho ông Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta nên nhớ chúng ta đang sống ở trong một cái chế độ nó độc tài toàn trị, nó độc tài khủng khiếp lắm. Thành ra tất cả những cái nỗi sợ nó đè nén vào tất cả những người đại biểu quốc hội. Họ biết hết, họ biết tội ác của Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà họ không bầu cho Nguyễn Phú Trọng là không được đâu quý anh chị em. Không phải dễ đâu. Không có gì phải dễ mà họ không bầu cho Nguyễn Phú Trọng. Họ bắt buộc phải bầu cho Nguyễn Phú Trọng. Người nào mà bầu cho Nguyễn Phú Trọng họ nói là phiếu kín. Họ bỏ phiếu kín đó. Nhưng mà họ biết hết đó. Không có qua mặt được họ đâu. Nó hèn như vậy. Nó hèn vô cùng luôn. Nó không đủ can đảm để mà làm tạo nên một cái hai cái liên danh. Cái đạo đức của nó ở đâu? Trong khi đó đó, cái tiêu chuẩn mà quý anh chị em thấy nó đòi hỏi của một người chủ tịch nước, mà cái đó nó nằm ở trong cái gọi là cương lĩnh đảng đó, nó đòi hỏi là phải có tiêu chuẩn đạo đức. Mà đạo đức của Nguyễn Phú Trọng ở đâu? Khi ông ta đó, nói thiệt, ông ta đã thô bỉ, ông ta đã lên án cái việc mà chuyên quyền, cái quyền hành quá lớn cho một cái chủ tịch nước và một người bí thư. Ông đã từng lên mặt báo và ông chửi cái điều đó. Ông nói là cái đó là quyền hành quá lớn. Đúng không? Báo chí còn ở đó, những tin tức còn ở đó. Mà tại sao ngày hôm nay đó, ngày hôm nay đó, ông là chính ông không có đạo đức. Chính ông rồi là nói như thế, bây giờ chính ổng lại kiêm nhiệm hai cái chức vụ, vừa bí thư vừa là chủ tịch nước, mà chính miệng ổng chỉ có 2016 ổng đã nói rằng là nếu mà có hai cái chức vụ mà kiêm nhiệm như vậy đó là quyền hành quá lớn, và ổng đã phản đối điều đó. Mà ngày hôm nay chính ổng lại đảm nhiệm hai cái chức vụ như vậy, thì quý anh chị em thử hỏi coi, một người mà vô tư cách, vô đạo đức như vậy, mới không có thực hành cái lời nói của mình. Lời nói của mình đã phá cái việc đó rồi, hôm nay lại mình kiêm nhiệm như vậy. Người ta nói đó là cái hành động nhổ và liếm đó. Hành động đó là nhổ và liếm. Chúng ta không thể nào chấp nhận được một cái chủ tịch nước mà có cái hành động nhổ và liếm như vậy. Mời quý anh chị em theo dõi nha nha. Chào bạn David Võ và chào bạn Xuyên Thái. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Đây là một vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề đối với tôi. Tôi xin nỗ lực cố gắng thực hiện những lời mà tôi vừa tuyên thệ. Sau đây, tôi xin có một vài ý kiến có tính chất báo cáo thêm với Quốc hội và cho phép được giải bày đôi chút về tâm tư, tình cảm của mình trước sự kiện này. Thưa Quốc hội, chắc có lẽ có người sẽ hỏi hoặc là muốn biết là vào lúc này tâm trạng tôi thế nào. Tôi xin thưa thật là vừa mừng vừa lo. Mừng là vì được Quốc hội, được nhân dân tin cậy, yêu mến, giao nhiệm vụ. Rất là khốn nạn. Nhân dân nào tin cậy các anh gì? Nếu mà nhân dân mà tin cậy các anh mà tại sao nhân dân xuống đường biểu tình hàng trăm ngàn người như vậy? Có thể lên tới hàng triệu người như vậy. Biết mấy chục năm nay rồi, các anh nào mà tin cậy các anh? Tin cậy các anh mà đến 99% như vậy sao? Đại biểu quốc hội gì kỳ vậy? Đại biểu quốc hội gì tin cậy cái anh 99% thì coi như là toàn dân tin cậy các anh là 99% rồi, còn sợ hãi cái gì nữa? Sợ hãi cái gì nữa mà không dẹp bỏ cái đảng Cộng sản? Phải không? Nhân dân đã thường nói các anh là những tên lô vô liêm sỉ. Các anh không còn đảng Cộng sản nữa. Các anh không còn cái nền tảng của chủ nghĩa Cộng sản nữa. Nền tảng của chủ nghĩa Cộng sản các anh đã vứt vào sọt rác lâu rồi. TV hiểu điều đó mà. Các anh đã đi theo nền kinh tế tư bản rồi. Cái nền tảng của chủ nghĩa Cộng sản mà TV học được và TV biết được, nó là vô sản chuyên chính mà. Nó đâu phải là những cái nhà cầm quyền mà giàu có như vậy. Đâu có thằng nhà cầm quyền nào mà nghèo đâu. Từ Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang rồi với Nguyễn Phú Trọng, thằng nào thằng nấy cũng có hàng triệu đô la. Đâu có nghèo đâu. Trong khi lương của, quý anh chị em biết lương của Nguyễn Phú Trọng mà chủ tịch nước đó, thì chỉ có được có khoảng 768 đô la thôi thưa quý anh chị em. Một tháng ông lãnh lương chỉ có 768 đô la thôi. Nhưng mà nói thật, đứa nào cũng vậy thôi. Quý anh chị em biết mà. Từ Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang rồi nó, đứa nào nó cũng bạc tỷ thôi. Nói đến bạc tỷ đô la luôn, Nguyễn Tấn Dũng. Rồi tiền đâu nó có vậy? Tiền ở đâu mà trong khi đó lương của nó chính thức á, chỉ có 768 đô la một tháng thôi. Đó quý anh chị em mà vào trong Google rồi đánh cái chức mà chữ chủ tịch nước thì quý chị em biết cái lương của chính thức vào năm 2018. Nhớ không? Một cái quốc hội mà toàn là đảng viên đảng Cộng sản không thì là một cái quốc hội đó nó thô bỉ lắm, nó không có sung sướng, nó không có hãnh diện đâu ông Nguyễn Phú Trọng. Nói thật với ông, tôi khinh vào mặt ông, tôi khinh vào cái đám quốc hội gọi là không dám rồi là đề cử ra được hai cái người để mà ứng cử nữa, mà hồi nào tới giờ là vậy, hồi nào tới giờ đó chỉ có một người gọi là ứng cử rồi là trong cái chức chủ tịch nước thôi, nó không có cái người thứ hai để cho lựa chọn. Đó là một cái điều rất là thô bỉ của một cái quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó không thể nào mà nó sánh vai được mà trên trường quốc tế đó. Quốc tế người ta không có làm những cái chuyện mà thô bỉ như vậy. Rồi anh cho rằng là đó là điều sung sướng, cái điều đó là hãnh diện. Rồi vừa mừng vừa lo. Anh lo cái chỗ nào? Anh lo của cái chỗ mà
mà mất đạo đức của anh, cái lo cái chỗ mà nói dấp của anh đó. Tại vì quốc hội anh nói là 90 mấy% rồi, 99.79% là bầu cử cho anh là chủ tịch nước, vậy anh lo cái gì? Toàn dân đã ủng hộ anh như vậy rồi, anh lo cái gì? Anh nói vừa mừng vừa lo. TV đâu có thấy là vừa mừng vừa lo đâu. Cá nhân TV thấy đây là một điều sỉ nhục. Nếu mà mình một người Việt Nam đó mà mình chấp nhận cái ông Nguyễn Phú Trọng này là một cái chủ tịch nước, mình chấp nhận một cái quốc hội mà bù nhìn như vậy, đó là một điều sỉ nhục. Không thể nào chấp nhận được mà với cái số phiếu gọi là 99 chấm gọi là 79% đi. Rồi chúng ta nghe tiếp chút xíu nè quý anh chị em. Dạ chào bạn Thảo Hương, chào bạn Phan Châu Danh đến với diễn đàn. Đừng lo là lo làm thế nào để hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình trước đất nước. Kính thưa Quốc hội, chắc là có vị cũng hỏi là thì sắp tới có hẹn gì không? Thì tôi xin thưa là tôi đã hứa và tuyên thệ rồi. Và chỉ xin nói thêm là vì sao mà mừng và vì sao mà lo. Thì đây là tâm trạng thật lòng. Cũng giống như cách đây hơn 12 năm. Tôi nhớ là vào ngày 26 tháng 6 năm 2006, vào lúc 16 giờ, Quốc hội lúc bây giờ đã bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Quý anh chị em nghe thêm rõ như vậy đó. TV 256 nhớ cái ngày này, rất là nhớ cái ngày này, cái ngày mà ông nhậm chức Chủ tịch Quốc hội. TV 256 có một viết một cái bài và TV lên án Nguyễn Phú Trọng vào lúc đó. Thì TV nói đó, ở thế giới này đó, người ta đó thấy mình tài giỏi thì người ta đứng ra để mà người ta tranh cử, để mà làm những cái nhiệm vụ chủ tịch quốc hội hoặc là tổng thống hoặc là thủ tướng chẳng hạn. Tất cả quốc gia trên thế giới thì vậy. Người ta thấy người ta cần phải lo cho cái đất nước của người ta, người ta đứng lên để mà người ta vận động có một cái cuộc tranh cử. Thì có hai liên danh hoặc ba liên danh. Trong khi người ta biết người ta phải làm gì cho cái đất nước của người ta. Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng này đó, ông lên làm bầu cử Chủ tịch Quốc hội thì ông nói ông không biết làm gì hết. Ông đứng đăng đàn trước Quốc hội, ông nói ông không biết làm cái gì hết. Ông không biết làm cái trách nhiệm của một người Chủ tịch Quốc hội là cái gì hết. Ông hoàn toàn không biết. Đau đớn nha. Rồi ngày hôm nay đó, ông cũng tuyên bố y chang như vậy. Ông nắm cái chức chủ tịch nước mà ông cũng không biết ông làm cái gì nữa. Thứ thôi, vậy là ông nhận cái chức chủ tịch nước để làm cái gì? Trong khi ông nói ông khả năng không có. Ông nói ông hoàn toàn ông không có khả năng. Mà tại sao bầu ông lên làm chủ tịch quốc hội, rồi ngày nay lại bầu ông lên làm chủ tịch nước nữa? Một cái người mà họ nói rằng họ không có khả năng. Quý anh chị em nghe tiếp, nó đau thương cho cái dân tộc mình lắm. Một cái người mà hoàn toàn họ nói họ không có khả năng, mà bây giờ họ nhận cái chức chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội. Tôi cũng vừa mừng vừa lo. Lo là vì chưa quen công việc của Quốc hội. Nói vui là chưa được làm Chủ tịch Quốc hội bao giờ. Rất là bỡ ngỡ. Và lúc bây giờ thì tôi như các vị biết là đang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.
đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Nhưng trong cái tâm trạng ấy, khi được phát biểu trước Quốc hội, tôi cũng ngẫu hứng lẩy hai câu kiểu: nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay. Mẹ TV không biết hiểu rằng là ví mình mà phận mỏng cánh chuồn, lấy hai cái câu thơ kiều mà nói thiệt không biết là ông suy nghĩ như thế nào. Những cái lời đó đối với nó rất là nhục nhã. Mình biết cái phận mình mỏng cánh chuồn thì mình làm chủ tịch nước làm cái gì? Rồi mình không biết rằng mình làm có cái sự việc có vuông tròn hay không thì mình làm cái gì, đúng không? Mình biết mình không có đủ khả năng như vậy á, thì mình nên từ chức đi Nguyễn Phú Trọng à. Nếu mà ông có lòng can đảm, nếu mà ông có cái đạo đức của một con người, ông nên từ chức đi. Ông đừng làm những cái chuyện mà nó đi ngược lại cả thế giới như vậy. Cái thế giới người ta đó muốn làm việc cho quê hương đất nước đó, người ta phải có những cái chương trình hoạch định để mà dân người ta bầu cho, đúng không? Chứ không phải đảng người ta đưa lên, đảng đưa lên rồi những người ở trong đảng rồi bầu cho ông. Ông không thấy nhục nhã hay sao? Ít ra anh cũng thấy nhục nhã chứ. 99% rồi, 99.79% rồi mà ông gọi là ông lại là sợ cái gì nữa, ông lo cái gì nữa. Đến bây giờ cũng đang trong tâm trạng nhưng mà có phần lo lắng hơn. Là vì sao? Vì ba lý do. Một là tình hình nhiệm vụ của đất nước ta. Bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, thành tích là lớn lao, chúng ta cũng đang đứng trước không ít khó khăn thách thức. Rất nhiều nhiệm vụ nặng nề đang chờ đợi trước mắt chúng ta. Quá nhiều cái nhiệm vụ nặng nề luôn đó. TV thấy rõ đó. Cái nhiệm vụ nặng nề của ông đó là đối phó với toàn dân. Các ông coi toàn dân như là kẻ thù địch của các ông, chứ không có cái gì hết. Tại vì toàn dân không bao giờ tín nhiệm những người như ông. Làm những cái điều rất là thô bỉ. Làm sao người ta có thể tín nhiệm một cái tên mà khủng bố? Quý anh chị em suy nghĩ cái. Vinh dự gì hả ông Nguyễn Phú Trọng? Ông vinh dự gì? Ông được bầu làm chủ tịch nước rồi, ông nghĩ đó là cái điều vinh dự của ông. Mà trong khi ông là một thằng khủng bố, TV nói thẳng như vậy. Từ khi mà Trịnh Xuân Thanh đó thoát ra khỏi nước ngoài rồi, ông đã nói gì? Ông đã nói gì trên mặt báo của Cộng sản? Chính mắt TV đã đọc những cái hàng chữ của mà ông đã nói gì. Ông đã lên tiếng đó, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá. Ông là một thằng khủng bố. Cái chữ bằng mọi giá là TV biết rõ là đó là cái hành động khủng bố. Chính ông đó, TV đoán không làm đâu. Chính ông là một người gọi là giao cái lệnh cho Tô Lâm, rồi Tô Lâm mẹ giao lệnh cho Trung tướng Đường Minh Hưng gì đó để mà hoạch định cái kế hoạch rồi là bắt cho Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá. Đừng tưởng là cả thế giới này người ta đuôi, người ta không biết. TV phải lên tiếng rất là mạnh mẽ những cái điều mà thô bỉ như thế này. Bầu một tên chủ tịch gọi là khủng bố, bởi vì Đức nó mới muốn là chấm dứt cái bàn giao với thằng Việt Cộng. Họ không thể nào chấp nhận những cái hành động khủng bố trên cái quê hương của họ. Họ là người có quyền. Bây giờ nước Slovakia cũng là
là gọi là đoạn giao với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa rồi. Cũng như cái chuyện mà Trịnh Xuân Thanh đó, một cái chuyện Trịnh Xuân Thanh đó đã mất đi cái sự mà giao thương kinh tế giữa Việt Nam và Âu Châu, mất đi 45 tỷ đô la về cái cán cân thương mại giữa Âu Châu và Việt Nam. Những cái hành động của ông đó là những cái hành động tội ác. Hành động tội ác, các ông mới bắt tất cả những người yêu nước vào tù. Các ông, anh đã bắt Trần Thị Nga vào tù, anh Trần Quỳnh Duy Thức vào tù, và biết bao nhiêu những người yêu nước khác nữa, giống như anh Trần Anh Kim cũng vậy. Rất nhiều người tù nhân, người ta ước đoán là tới 200 mấy chục tù nhân chính trị. Nhìn cá nhân TV đó, TV đoán không có lầm đâu, các anh giam giữ hàng ngàn tù nhân đó. TV đã theo dõi qua những cái chương trình YouTube và TV biết bao nhiêu tên tuổi mà TV không có thể nào mình nhớ mà để mà nêu tên được hết. Nhưng mà qua nhiều cái bản án như vậy, qua nhiều cái bản án, TV thấy là cả hàng ngàn tù nhân chứ không phải là 200 mấy chục tù nhân như các anh, như nhiều người họ tuyên bố đâu. Hàng ngàn tù nhân từ những cái cuộc mà xuống đường biểu tình như vậy, tất cả TV phải nạp coi chung đó là những cái tù nhân chính trị thôi. Tại vì họ muốn nói lên cái quan điểm của họ. Họ biểu tình là họ nói lên cái quan điểm của họ, trong khi hiến pháp của các anh đó cho phép người dân được biểu tình, mà các anh làm những cái hành động thô bỉ bắt những người biểu tình như vậy. Thử hỏi cả thế giới có nể phục cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không? Không, không bao giờ. Các anh đã làm những chuyện mà phi pháp, trái ngược với bản hiến pháp, làm sao mà thế giới người ta chấp nhận các anh được? Không bao giờ. Không bao giờ thế giới này chấp nhận các anh làm những cái việc mà tồi bại như vậy. Người ta chỉ biểu tình, người ta nói lên quan điểm của người ta, các anh bỏ vào tù, các anh cứa cổ luôn nữa. Giống như các anh cứa cổ anh Nguyễn Hữu Tấn đó, các anh cứa cổ một thanh niên vừa mới đây nữa đó, trong cái biểu tình đó, các anh cắt cổ người ta. Mà ra trước quốc hội nha, ra trước quốc hội các anh công bố là 262 người, 262 người bị giết ở trong đồn công an, chính các anh, những tài liệu của các anh đưa ra trước quốc hội. Mà thử hỏi có ấp tên công an nào mà bị truy cứu về cái trách nhiệm không? Giết người ở trong đồn công an không? Họ lấy gì giết người? Cứ nói là người dân tự tử trong đồn công an không ạ? Đồn công an mà 226 người từ năm 2011 cho đến 2014, trong 3 năm thôi mà các anh đã giết gọi là 226 người rồi ở trong đồn công an rồi. Mà toàn là tự tử không ạ? Tự tử bằng dây thun, tự tử bằng áo, tự tử bằng dao rọc giấy nữa chứ. Trời đất ơi, họ cho là ông Nguyễn Hữu Tấn mà tự tử bằng dao rọc giấy rồi cắt cổ 3 nhát như vậy, nhát nào nhát nấy sâu như vậy đó mà nói là dao rọc giấy. Các anh chưa trả lời được cho toàn dân nữa. Đó là những cái tội ác kinh hoàng của Đảng Cộng sản đã gây ra cho cái dân tộc Việt Nam này. Nó rất là đau thương. Không tránh được đâu Nguyễn Phú Trọng à. Đã đến lúc người dân phải lên án những cái hành động man rợ của ông. Những hành động khi mà ông làm tổng bí thư đó, biết bao nhiêu người yêu nước bị bắt giam, biết bao nhiêu người dân gọi là xuống đường phản đối Formosa bị các anh bắt, giết,
giết âm thầm, những cái rất nhiều người bị giết âm thầm, làm sao mà người dân biết được, làm sao người ta biết được hết. Dạ, cảm ơn bạn Thảo Hương, cảm ơn bạn Khai Trí. Tôi cũng đã có nhiều dịp nói, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay trên trường quốc tế. Chúng thấy không, quý anh chị em nghe rõ, một cái tên khủng bố như vậy mà nó nói rằng nước Việt Nam có uy tín trên trường quốc tế, nó thiệt, nó đau thương cho cả một cái dân tộc. Không thể nào mà chấp nhận được một tên khủng bố mà bây giờ nó làm chủ tịch nước, mà nói là Việt Nam hồi nào bây giờ có uy tín nhất ở trên trường quốc tế. Tại sao nó làm những cái điều mà thô bỉ như vậy? Trong khi đó có thể đồng bào trong nước bị đầu độc lâu ngày, đồng bào không có hiểu được cái vị thế gì mà trên trường quốc tế. Người ta phỉ nhổ vào cái đảng Cộng sản, người ta phỉ nhổ vào cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó ông ơi. Người ta đã nói về cái passport của Việt Nam. Người ta đã nói về những cán bộ đi ra ngoài nước chỉ có biết là trộm cướp thôi. Cán bộ của các ông đó làm những chuyện toàn là tồi bại. Báo chí quốc tế nó đăng đầy hết. Các ông còn phơi gọi là vây cá mập mà ở trên nóc nhà của tòa đại sứ nữa mà. Các ông làm những cái chuyện kinh thiên động địa như vậy các ông còn làm được nữa. Các ông làm đại sứ đi mò sò, các ông làm đại sứ đi sờ mông phụ nữ, báo chí nó cũng đăng tải hết từ biết bao nhiêu năm nay rồi. Những cán bộ của các ông rồi là ăn cắp, cán bộ cộng sản của các ông toàn là làm những chuyện hành động gọi là ăn cắp thô bỉ trước con mắt quốc tế rồi. Cái passport mà người ta nói đó, nghe là của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, là người ta sợ rồi, người ta đưa ra những cái bản cấm rồi, những bản cấm ở bên Thái Lan, ở bên Nhật Bản là những cái điều mà thô bỉ, làm nhục quốc thể rồi. Chẳng lẽ ông không hay, chẳng lẽ ông Nguyễn Phú Trọng ông không hay điều đó? Thành ra đó, nó những lời ông nói đó, nó chứng minh cái giọng điệu mà láo khoét của ông, cả thế giới người ta biết hết. Đừng có tưởng là người ta không biết, nhưng mà có những cái người ở trong nước họ không biết. Đó là cái lý do mà TV256 phải lên đây, chứ sự thật TV256 không cần phải lên đây. Nhưng mà làm sao để người dân hiểu được? Thành ra TV, khi mà TV256 lên tiếng đó, quý anh chị em làm ơn phổ biến dùm nhiều, phổ biến trên YouTube nhiều cho đồng bào trong nước biết. Làm ơn phổ biến nhất là trên hệ thống YouTube đó, tại vì TV256 làm ở trên YouTube, thành ra TV biết. Nó rất là ảnh hưởng. Trên cái trang mà YouTube mà của TV256 đó là nó lên tới 69% là người ở trong nước xem. Quý anh chị em thấy cái con số nó rất là lớn. Mà ngày nay nó bị đánh hoài thôi. TV256 bị đánh hoài thôi. Những cái than phiền của cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với cái channel TV256. Nó đã làm cho channel TV256 mà ngày nay TV256 không có hoạt động được nữa. Bị cấm cản, không có bỏ trên YouTube được nữa, không có được livestream trên YouTube được nữa. Các ông đã làm những cái chuyện tồi bại như vậy, channel TV256 rất là cẩn thận. Đưa tin, những cái tin tức rất là trung thực. Thành ra các anh làm quá thì TV không nói được ở trên YouTube, thì TV nói ở trên Facebook thôi. Không? TV cũng cần phải lên tiếng chứ. Không? Phải lên tiếng cho đồng bào trong nước chứ.
đồng bào hải ngoại TV biết là hiểu hết. Nhưng mà đồng bào trong nước dễ bị lường gạt bởi cái đảng cộng sản của các anh. Thử hỏi đồng bào ở trong nước sống như thế nào. Khi mà họ mới sanh ra đó, năm 3 tuổi đó là các anh đã đưa cái thảy, cái cuốn đánh dần mà TV thấy có cái hình Hồ Chí Minh rồi. Cái gì trong đầm đẹp gì bằng sen đó. Rồi là tự nhiên bây giờ tháp 10. Cái gì quý anh chị em nhắc dùm TV chút xíu ấy. Tháp 10 không đẹp bằng sen gì đó là gì có tên Bác Hồ gì đó. Thô bỉ thiệt. Thử hỏi từ hồi nhỏ tới lớn như vậy đó, mà chưa gì các anh đã nhồi sọ Hồ Chí Minh rồi. Trong những đứa em bé như vậy đó. Ở bên Mỹ mà nó có cái vụ mà nhồi sọ như gì đó là cái tội ác đó thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là tội ác đó. Đầu độc cho cả toàn dân, gọi là tiêm nhiễm vào tháp 10 đẹp nhất bông sen. Quý anh chị em đánh với thêm một câu nữa. Tháp 10 đẹp nhất bông sen là sao nữa? Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Đó, nó khốn nạn như vậy. TV nói lên đây để mà vạch trần cái sự khốn nạn rồi là đầu độc tuổi trẻ như vậy. Các anh đầu độc người dân như vậy. Cái điều đây là tệ hại trong cái ngành giáo dục. Làm người dân không có hiểu được. Bây giờ người dân, nhiều người người ta hiểu được là vỡ mộng ra là Hồ Chí Minh là một cái tên gọi là Hồ Quang. Rồi là một cái tên Tàu, gián điệp Tàu. Để mà làm tổng bí thư, làm chủ tịch nước sau này đó. Đó. Việt Nam ớn nhất có tên thằng Hồ là vậy. Cảm ơn bạn David. Ghê thiệt đó chứ. Rồi quý anh chị em thấy đó, tuổi trẻ là bị đầu độc như vậy. Rồi bây giờ đứa bé mà nó lớn lên cỡ khoảng 8-9 tuổi, nó học tiểu học thôi, các anh tiếp tục nhồi sọ nó, rồi cho nó mang quàng khăn đỏ, rồi kêu nó gia nhập vào đoàn thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vào đoàn, vào đảng. Rồi thử hỏi làm sao mà không tiêm nhiễm được cái chủ nghĩa cộng sản, làm sao mà không tiêm nhiễm được. Nó cũng chẳng cần phải tiêm nhiễm chủ nghĩa cộng sản mà nó tiêm nhiễm được cái truyền thông lưu manh của các anh, truyền thông một chiều. Thử hỏi tất cả báo chí truyền thông ở trong nước, truyền thanh phát hình rồi đó, truyền hình nữa, tất cả đều là của đảng đó, đâu có tư nhân được thành lập đâu. TV nhớ là chỉ thị của Nguyễn Tấn Dũng mà, lại là cấm rồi là tư nhân báo chí mà. Và cho tới ngày hôm nay chưa có một tờ báo nào được độc lập, chưa có một tờ báo nào từ của người dân, tất cả là của đảng, phải không? Rồi thử hỏi làm sao đồng bào trong nước chỉ có xem những cái đài truyền hình, truyền thanh ở trong nước thôi, rồi làm sao mà không bị nhiễm độc? Tất cả bị nhồi sọ hết, từ nhỏ cho tới lớn đều bị nhồi sọ hết, gần như vậy. Rồi đâu phải có như vậy không? Rồi đi ra đường thì thấy hàng triệu biểu ngữ dân đây. Đó là những cái hệ thống mà tuyên truyền. Chưa thấy cái đất nước nào mà quá nhiều biểu ngữ như vậy. Đi từ Nam đến Bắc là đầy tất cả những biểu ngữ tuyên truyền. Đâu có nước này mà hàng ngàn cái loa phường, loa ấp, loa xã như vậy. Đó.
toàn là những cái hình ảnh, những cái âm thanh là tuyên truyền đầu độc vô người dân như vậy. Thì thử hỏi làm sao mà hàng năm, hàng mấy chục năm làm sao mà người ta không tiêm nhiễm được. Các anh đã đầu độc người dân như vậy. Toàn là nói một chiều, nói xạo không. Nói chỉ có một nửa sự thật thôi. Rồi các anh gọi là bỏ tiền hàng tỷ để mà xây dựng những cái tượng, thấy không? Những cái tượng Hồ Chí Minh, rồi tượng các Mác Lênin gì đó, rồi tượng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các anh làm toàn là những chuyện tuyên truyền bịp bợm, hại dân hại nước như vậy. Rồi riết rồi người dân họ không biết tin vào ai hết. Họ đâu có nhìn thấy cái xã hội tốt đẹp ở bên ngoài. Họ hoàn toàn họ không biết. Chỉ có những người mà họ ra khỏi nước ngoài giống như là cô Thùy Dương nè, rồi cô ca sĩ Anh Chi nè, họ mới biết được sự thật thôi. Còn ở trong nước chắc gì họ biết. Họ chỉ nghe một chiều thôi. Mà trong cái hệ thống tuyên truyền nó kinh hoàng quá. Đúng không? Vừa loa vừa tượng, rồi vừa truyền thanh báo chí như vậy. Rồi từ nhỏ mà đã rồi là yêu thương một cái tên gián điệp Hồ Quang như vậy, thì làm sao mà họ làm gì được. Đó là những điều mà TV phải lên tiếng thôi. Nó không có vinh dự gì đâu ông ơi. Để TV coi TV có bị nói thiếu sót những cái điều gì không. TV có ghi chú ra những cái điểm mà quan trọng đó. Nhưng mà đó, hiện tại đó, người ta đó, bên Mỹ đó, cái tin tức mà bên phía mà chính quyền của Donald Trump đó, người ta đã truy ra biết bao nhiêu là điệp viên của Trung Cộng đó. Điệp viên của Trung Cộng, hiểu không? Thành ra đó, trong tương lai đó thì TV nghĩ rằng là tương lai rất là gần thôi, thì nó sẽ có một cái cuộc chiến tranh, nó không có tránh khỏi đâu. Giống như khi mà chúng ta nghe được cái bà Thái Anh Văn đó, mà có những cái buộc biểu tình mà hàng trăm ngàn người ở Đài Loan, họ muốn một cái Đài Loan độc lập khỏi thằng Trung Cộng. Họ muốn sống một cái cuộc đời mà tự do, thanh bình. Nó họ muốn lìa khỏi cái thằng Trung Cộng, trở thành một cái quốc gia độc lập. Thì thằng Trung Cộng hăm he để mà đánh chiếm Đài Loan, thì bắt buộc nó phải xảy ra cái cuộc chiến tranh thôi. Khó mà tránh khỏi lắm. Ở trên Biển Đông cũng như vậy thôi. Ở trên Biển Đông, cái đường hàng hải của quốc tế là người ta cũng không có thể nào chấp nhận được cái đường lưỡi bò của thằng Trung Cộng hết. Là cái chiến tranh nó bắt buộc nó phải xảy ra, nó không có thể nào hết đó. Hoặc là Tàu Cộng phải từ bỏ cái ý định mà thôn tính Đài Loan, từ bỏ cái ý định gọi là cắt đứt cái đường lưỡi bò của mình ở trên Biển Đông đó. Biển Đông của Việt Nam, thì lúc đó thế giới mới có thể hòa bình được thôi, chứ không có thể nào mà tránh khỏi cái cuộc chiến tranh đâu. Mà làm sao để mà tránh khỏi cái cuộc chiến tranh như thế này. Thành ra đó là một cái cơ hội của đất nước Việt Nam của mình, cái cơ hội được thoát khỏi cái bàn tay ác quỷ của thằng Trung Cộng. Thì muốn mà thoát khỏi cái cơ hội này á, thì Đảng Cộng sản phải sụp đổ thôi. Người dân đã nói nhiều quá rồi, đã nói rõ rồi, những tên cộng sản là những tên vô liêm sỉ,